Dell vẫn luôn là một hãng mà khi nhắc tới, người ta thường nghĩ ngay đến sự bảo mật, sang trọng, bền bỉ. Hướng đến đối tượng là doanh nhân và những ai đang cần tìm một mẫu laptop 2 trong 1 thì Dell Inspiron N7306 sẽ là mẫu laptop cực kỳ phù hợp trong tầm giá trên 30 triệu đồng. Đây là một mẫu laptop có thiết kế cao cấp tuyệt đẹp, kể cả mặt trong và mặt ngoài đều được Dell bao phủ một màu đen đồng nhất. Toàn bộ máy được làm bằng kim loại, thế nên tổng thể máy vô cùng chắc chắn, không bị ọp ẹp hay flex một chút nào cả. Với cân nặng chỉ khoảng 1,3 kg, độ dày 16,7 mm thì các bạn hoàn toàn có thể cầm chiếc laptop này bằng một tay hoặc là có thể đặt lên đùi để sử dụng mà không thấy bất tiện hay nặng nề một chút nào. Mở máy ra, phần bản lề kép vô cùng chắc chắn và có thể gập đôi phần bản lề này lại, giúp biến chiếc laptop thành một chiếc máy tính bảng, cực kỳ phù hợp với các nhu cầu công việc đặt sự tiện lợi lên hàng đầu của một doanh nhân. Vì có thể biến thành một chiếc máy tính bảng thì nên màn hình của Dell Inspiron làm màn hình cảm ứng cho chất lượng hiển thị tuyệt vời, độ phân giải lên đến 4K, kích thước 13,3 inch, độ sáng 300 nit, chất lượng hiển thị đạt 100% sRGB. Vì là màn hình cảm ứng phủ gương thế nên trải nghiệm thực tế khi sử dụng cho độ sáng cao, hình ảnh nổi khối rõ ràng, góc nhìn gần như là tuyệt đối. Và đối với doanh nhân thì thường phải ra ngoài để làm việc thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc ở ngoài trời đối với chiếc màn hình này. Bốn cạnh viền siêu mỏng thế nhưng vẫn được Dell trang bị webcam 720p kết hợp cùng với camera hồng ngoại, có khả năng mở khóa bằng khuôn mặt kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu, sẽ tăng tính bảo mật cho máy, nhất là doanh nhân thì thường có rất là nhiều dữ liệu liên quan đến công việc quan trọng. Ngay ở bên dưới màn hình thì Dell trang bị bút cảm ứng mà các bạn sẽ được tặng kèm ngay khi mở hộp để sử dụng. Và sử dụng xong thì các bạn có thể đặt bút vào trong và gập máy lại như bình thường. Điều này thực sự rất là tiện lợi và còn tránh được sự mất mát không đáng có. Về thiết kế thì chiếc bút này giống y hệt đối với chiếc bút của Dell XPS. Và vì là màn hình cảm ứng đa điểm thế nên là tốc độ phản hồi khá nhanh và nhạy dù là các bạn dùng bút hay là dùng tay để có thể sử dụng. Khung bàn phím cứng cáp cho bàn phím chất lượng tốt. Nền bàn phím có trang bị đèn LED để có thể làm việc được trong môi trường thiếu sáng. Phím vuông vắn, khoảng cách giữa các phím hợp lý cho trải nghiệm gõ tốt và dễ dàng làm quen khi sử dụng. Touchpad không quá to, phù hợp với kích thước máy, cảm giác di cực kỳ mượt mà. Khi kết hợp touchpad cộng thêm màn hình cảm ứng sẽ cho năng suất làm việc gấp đôi và trải nghiệm của người dùng cũng cảm thấy vô cùng thú vị, khá nhanh và tiện lợi khi có thể kết hợp hai thao tác trong cùng một chiếc máy. Với một mẫu laptop Ultrabook thì quan trọng vẫn là trải nghiệm và để đáp ứng tốt các thao tác hàng ngày, máy được trang bị CPU Intel Core i7-1165G7 thế hệ thứ 11 mới nhất của Intel, 4x8 luồng, RAM 16GB hàn chết trên bo mạch, 512GB SSD. Về cổng kết nối thì sản phẩm được trang bị đầy đủ cổng kết nối bao gồm một USB Type-A, một cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ giao thức Power Delivery, một cổng HDMI, microSD. Dell Inspiron N7306 với công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tích hợp tối ưu hóa hiệu suất, thời lượng pin mang lại trải nghiệm sử dụng dài hơn với viên pin 4 cell và 60W. Máy được trang bị hai loa giúp đem lại trải nghiệm âm thanh với âm lượng khá lớn. Các bạn hoàn toàn có thể nghe nhạc, xem phim hoặc thậm chí dùng loa để tham gia các cuộc họp trực tuyến và có thể nghe được âm lượng khá rõ ràng. Và cuối cùng khi mua sản phẩm này thì các bạn sẽ được nhận ngay một con chuột không dây và bộ quà tặng lên đến 600.000 đồng của Anphát với đường link đính kèm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.